Hai lúa đã quay trở lại rồi đây. Chắc cũng có nhiều bạn nói rằng khi mà chúng ta bắt đầu vào nghề BA hay là ITBA nói riêng á, chúng ta thường sẽ chọn cái công ty ao suột để mà có thể học được nhiều domain, có thể tiếp xúc được nhiều domain tuy nhiên thì cái đó có đúng hay không và chúng ta sẽ xác định rõ cái vấn đề về mặt chọn công ty ao suộc hay là công ty vào đất khởi đầu như thế nào trong video clip này mình cũng sẽ cho các bạn một cái sự so sánh giữa ao suộc và vào đất để giúp cho các bạn có thể có một cái sự lựa chọn hợp lý hơn dành cho bản thân mình điểm đầu tiên các bạn cần phải tìm hiểu đó là chúng ta sẽ nói về chủ sản xuất trong một cái chủ sản xuất từ lúc mà nó là một cái nguyên liệu thô raw material cho tới lúc nó ra thành phẩm thì nó sẽ đi qua các cái điểm thứ nhất là từ raw material nó sẽ thông qua các cái nhà cung cấp chúng ta hay gọi là mối lái nó sẽ được đưa vào nhà máy từ nhà máy người ta sẽ sản xuất sản xuất ra sản thành thành phẩm rồi nó sẽ được phân phối phân phối từ bán sĩ cho tới bán lẻ cho tới người dùng thì đây là một cái chuỗi sản xuất một cách tổng quan của tất cả mọi cái hoạt động liên quan tới sản xuất có thể là sản xuất sản phẩm vật lý sản xuất sản phẩm thông thường và bao gồm cả vấn đề về sản phẩm phần mềm tại vì các bạn nên hiểu là sản phẩm phần mềm nó cũng là một sản phẩm thôi và nó cũng sẽ qua các cái khâu sản xuất raw material của một sản phẩm phần mềm nó có thể là các cái code các cái trang thiết bị các cái phần cứng vân vân và vân vân và nó sẽ được đưa vào để mà sản xuất sản xuất thì ở đây là nó bao gồm các công ty người ta sẽ phát triển rồi sản xuất ra phần mềm rồi distributor nó cũng phải có sự phân phối các bạn sẽ thấy ví dụ như là Microsoft Windows hay là Microsoft Office chẳng hạn họ cũng phải có distributor bán sĩ họ cũng có distributor bán lẻ vân vân rồi từ những cái distributor đó bán sĩ bán lẻ đó thì họ sẽ triển khai cái phần mềm tới người dùng đó, các bạn thấy là cả phần mềm nó cũng chỉ là một cái chuỗi cung ứng, một cái chuỗi sản xuất uh, một cách rõ ràng chứ không phải là cứ nói tới phần mềm là các bạn chỉ có cốt có, có, có đâu, không có. Nó vẫn là một cái sản phẩm và nó vẫn cần một cái chuỗi sản xuất từ đầu đến cuối, từ raw material, từ nguyên vật liệu thô cho tới người tiêu dùng. Một cái nhu cầu liên tục liên tục liên tục như vậy vòng đời phát triển của một sản phẩm đó, nó bao gồm các cái bước sau thứ nhất là product conceptualization tức là chúng ta lên cái ý tưởng lên cái concept lên cái tư duy lên cái sáng kiến lên cái khởi đầu về cái sản phẩm đó từ những cái ý tưởng từ những cái sáng kiến đó chúng ta sẽ phân tích và chúng ta thiết kế lên nó từ những cái phân tích những cái thiết kế rồi thì chúng ta sẽ phát triển sau khi nó sản xuất rồi trong khi nó phát triển rồi thì chúng ta sẽ test test xong rồi ok rồi thì chúng ta sẽ triển khai ra thị trường khi triển khai chúng ta sẽ có những khâu về mặt bảo trì, bảo dưỡng, bảo hành cũng như là những khâu về mặt chăm sóc khách hàng, về khâu hỗ trợ, feedback và cũng như là complaint handling. Do như vậy thì nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu về cái góc độ về mặt toàn cục một cái chuỗi sản xuất rồi. Thì bây giờ chúng ta nói về ao suọc đi. Ao suột mình tạm dịch là thế ngoài hoặc là gia công áo suột là việc doanh nghiệp sử dụng những cái nguồn lực bên ngoài để thực hiện công việc và nghiệp vụ cụ thể của doanh nghiệp cái việc mà chúng ta ao suột ra ao suột sinh nó sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí lao động và giúp cho doanh nghiệp tập trung tốt hơn vào các cái khía cạnh cốt lõi của doanh nghiệp thì các bạn thấy là đối với các cái khâu mà doanh nghiệp không có muốn đầu tư không có muốn mà tự làm thì doanh nghiệp sẽ thực hiện các cái khâu liên quan tới ao suột Áo suột ở đây các bạn sẽ thấy là ví dụ như là các bạn thấy Apple đi. Apple khi mà họ sản xuất iPhone, iPad, Macbook ví dụ như vậy. Họ không muốn xây dựng những cái nhà máy riêng, họ không muốn phát triển team riêng để mà sản xuất. Thì họ sẽ nhờ các cái công ty của bên thứ ba. Mình thấy ví dụ như là Foxconn chẳng hạn. Công ty Foxconn nó sẽ hỗ trợ các cái công việc về mặt về gia công, về mặt sản xuất Apple chỉ lo các khâu về mặt product development thôi, về mặt sản phẩm thôi, về mặt sale, về mặt marketing thôi. Họ không quan tâm đến chuyện sản xuất nhiều, họ sẽ nhờ outsource bên ngoài. Rồi, thì các bạn thấy là outsource nó là một cái phương thức mà nó hỗ trợ cho doanh nghiệp, nó giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nguồn lực, tiết kiệm chi phí về mặt sản xuất rất là nhiều. Rồi từ đó các bạn tìm hiểu một cái mối quan hệ giữa và product. Chúng mình sẽ mượn cái khâu mà liên quan tới product development lifecycle để mà mình nói về cái mối quan hệ này. Đầu tiên là các bạn thấy conceptualization về mặt lên ý tưởng, về mặt sáng kiến sản phẩm, về mặt khởi tạo sản phẩm vân vân thì cái này chắc chắn là product làm rồi. Product làm chính rồi là tại vì ao không có vai trò này. Cái thứ hai là chúng ta làm product design. Product design thì product làm chính. Product hầu như là làm chính những cái này và gần như ao cũng không tham gia vì vào những cái này. Development and testing thì ao sẽ làm chính cái này tại vì không sản xuất mà khâu sản xuất và kiểm tra và quản, quản trị chất lượng thì ao sẽ sản xuất chính ao sẽ làm chính và product sẽ theo dõi và giám sát những cái này deployment cái khâu mà, mà triển khai thì hai cái này có thể là có sự kết hợp giữa product và ao product sẽ làm chính đó, nhưng mà also cũng sẽ hỗ trợ các khâu về mặt kỹ thuật và cuối cùng á, là khâu về mặt maintenance và support thì cái này hầu như là product nắm chính tại vì họ hiểu về sản phẩm họ nắm và, và gần như á, đối với khách hàng người ta chỉ quan tâm product thôi người ta chỉ quan tâm ai là người sản xuất ra nó thôi ai là công ty product chính thôi chứ còn mà ai là người manufacturing ai là người sản xuất ai là người gia công thì thật sự chẳng ai quan tâm cả ao sồ cùng lắm chỉ là hỗ trợ một phần nào đó về mặt kỹ thuật chứ còn về khâu về mặt khách hàng người ta chỉ quan tâm chính về mặt công ty vào đất nào người ta làm ra chứ chẳng ai quan tâm chuyện là công ty ao sồ nào gia công cái, cái sản phẩm đó thì các bạn thấy trong một cái chuỗi phát triển về mặt sản phẩm thì ao thường làm những cái khâu liên quan tới gia công liên quan tới sản xuất là sản phẩm còn các cái khâu khác hầu như là product nắm chính hết quay lại cái môi trường lĩnh vực phát triển phần mềm mà các bạn khá là hứng thú chúng ta phải sẽ xét theo khía cạnh mà từ các cái điểm trên mà mình đã nói ấy thì chúng ta phải coi coi cái tùy thuộc vào cái đối tượng doanh nghiệp khác nhau tùy thuộc vào cái loại doanh nghiệp khác nhau mà ao có thể tham gia vào toàn bộ cái chuỗi phát triển sản phẩm hay là chỉ tham gia một số phần tại sao mà ao có thể tham gia vào toàn bộ sản phẩm tại vì trong một số trường hợp các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn làm đồ đất đôi khi là các bạn làm những cái tổ chức những cái doanh nghiệp vân vân đôi khi không phải lúc nào người ta cũng hiểu về it không phải lúc nào người ta cũng nắm về phát triển phần mềm đâu dẫn tới là uh, họ có ý tưởng thôi họ có này kia thôi tức là họ chỉ làm cái khâu mà product conceptualization thôi còn lại các cái khâu về mặt thiết kế gia công rồi maintenance rồi hỗ trợ vân vân luôn á thì ao sẽ làm tại vì sao Tại vì không có chuyên môn về IT, không có chuyên môn về công nghệ thì thôi ao sụt cho rồi để mà người ta hỗ trợ chúng ta. Chứ việc gì mà chúng ta phải thực hiện các cái khâu liên quan tới việc là làm hết từ đầu khi cuối như vậy. Đôi khi cái hiệu quả mặt chi phí nó mất cao và cũng như chúng ta phải nuôi một team riêng nữa trừ phi là thật sự nó phát triển rồi. Thật sự mọi thứ nó phát triển rồi, mọi thứ nó ok rồi và chúng ta cần phải nắm chủ, làm chủ công nghệ thì chúng ta sẽ bắt đầu build team in-house. In-house các bạn có thể hiểu là một cái ao sụt bên trong một product đó các bạn sẽ hiểu là trong lĩnh vực phát triển phần mềm thì bản chất outsourcing vẫn là gia công thôi nhưng trong một số trường hợp thì outsourcing có thể tham gia vào từ đầu chí cuối để mà hỗ trợ những cái công ty những cái doanh nghiệp mà người ta không hiểu rõ không nắm rõ và không có chuyên môn về IT về công nghệ vân vân. Xong mình so sánh thêm một số cái điểm mà các bạn cần lưu ý khi mà các bạn lựa chọn về outsourcing hay là product. Cái đầu tiên thì outsourcing đối với kiến thức chuyên môn thì họ sẽ mang tính là rộng. Còn ông đất thì sẽ là sâu. Tại vì sao? Tại vì ao suộc thì các bạn gia công mà, mà gia công thì các bạn có những khách hàng đến từ rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Đó các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ được tiếp xúc với khá là nhiều domain khác nhau. Tuy nhiên, về mức độ sâu thì chắc chắn là không. Tại vì sao? Tại vì bản chất đó các bạn ao suộc thì có rất là nhiều dạng có nhất là các bạn có thể gặp ao suộc mà các bạn chỉ được gia công một cái chức năng một cái tính năng hay một cái phần nào đó phải là một mô đun nào đó của khách hàng thôi của một cái sản phẩm thôi thì dẫn tới là các bạn chỉ sờ sờ ở phần phía rìa sờ sờ ở bên ngoài chứ các bạn không nắm hết còn vẫn có một số công ty mà người ta sẽ cho các bạn ao suộc người ta handle hết từ đầu cái cuối luôn nhưng mà cái trường hợp đó thì cũng chỉ chiếm một phần thôi còn lại hầu như là các bạn cái phần chiếm phần lớn và mang lại doanh thu nhiều nhất á. và mình thấy là gia công những cái chức năng tính năng những cái module trong một cái sản phẩm nào đó còn về mặt product thì chắc chắn là các bạn chuyên sâu rồi thì các bạn phải làm product từ đầu các bạn phải lên ý tưởng các bạn phải phát triển nó các bạn phải thiết kế lên nó à, tất tần tật vân vân và cũng như các bạn phải nắm rất là nhiều về mặt chuyên môn các bạn phải nắm về các cái cạnh về mặt rủi ro về mặt uh, legal rồi các các cái nghiệp vụ chuyên biệt nữa thì các bạn sẽ thấy là thật sự chúng ta sẽ không có thế nào chuyên sâu được bằng đất được đối với các bạn ao suột. Cho nên mình ở đây mình nói một câu ở dưới đó, đó là một senior ở ao suột chưa chắc nắm sâu và rõ domain bằng một fresher junior ở đất đâu. Một senior ao suột nó thiên về phân tích nghiệp vụ và gia công ra. Các bạn nên hiểu là senior ở ao suột chưa chắc gì các bạn nắm sâu về mặt kiến thức domain. Một bạn fresher junior ở đất các bạn đòi hỏi phải hiểu sâu về nghiệp vụ của cái ngành nghề đó, hiểu sâu về kiến thức domain nó thì chắc chắn là nhiều cái thật sự các các bạn xin nhờ ao sụt, chưa chắc gì các bạn sẽ bằng kiến thức domain sẽ bằng một pressure junior ở product đâu đây cũng là một điểm lưu ý khi mà các bạn xin nhờ ao sụt mà các bạn chuyển qua môi trường product đất các bạn phải có cái sự biết người biết ta và đừng bao giờ chém gió đừng bao giờ thể hiện bản thân tại vì nếu như các bạn chém gió các bạn thể hiện quá đà thì khi mà phỏng vấn người phỏng vấn người ta sẽ có nhiều khi nói một cách vui vẻ là người ta chơi bạn người ta sẽ hỏi những cái chuyên sâu người ta sẽ hỏi những cái này kia chuyên sâu về product lúc đó các bạn tự fail các bạn tự chết thôi cho nên là một bạn xin nhờ ở ao các bạn cũng phải biết người biết ta các bạn cũng phải biết là một xin nhờ ao các bạn là có thể tiếp xúc với nhiều domain đó biết nhiều thứ đó nhưng mà nói đúng hơn là biết nhiều nhưng mà không biết cái gì cả nên các bạn phải khiêm tốn ở đây mình muốn nói cái nhấn mạnh cái chữ khiêm tốn các bạn phải biết người biết ta đừng có chém gió đừng có thể hiện này kia trước mặt đồ đất về mặt kỹ năng thì có cái sự khác biệt cũng khá là rõ ràng giữa product và ausu các bạn thấy là ở khúc đầu chúng ta nói về ausu chúng ta chỉ có tham gia vào một số điểm nhất định và hầu như chúng ta tham gia vào khía cạnh về mặt giao công thì dẫn tới là các bạn sẽ cần những cái phân tích nghiệp vụ nè những cái phân tích hệ thống đối với các bạn làm itba đối với ausu các bạn có các kỹ năng thứ nhất là phân tích nghiệp vụ để mà các bạn có thể hiểu rõ được là cái business, hiểu rõ được cái sản phẩm nó như thế nào. Tiếp theo thì đối với domain IT thì các bạn sẽ có thêm phần system analysis tức là phân tích hệ thống. Khâu này tức là các bạn cần phải chuyển đổi từ nghiệp vụ sang lên cái phần mềm, sang lên cái web, sang lên, lên cái hệ thống công nghệ vân vân. Project Management thì đây là một trong những cái thế mạnh của Outsource. tại vì Outsource có rất nhiều project, Outsource có rất là nhiều khách hàng đặt hàng thì chúng ta phải có cái sự quản trị về mặt thời gian và nguồn lực rất là chặt chẽ. Communication giao tiếp và thương thảo các bạn phải giao tiếp rõ ràng giữa BA uh, và với khách hàng các bạn phải có một sự giao tiếp rất là thuận hòa một sự giao tiếp rất là ok và đồng thời các bạn cũng phải có sự thương thảo chứ các bạn phải trao đổi các bạn phải thương thảo về mặt thời gian về mặt nguồn lực về mặt chi phí v. V. các bạn phải đòi hỏi cái sự thương thảo rất là kỹ càng sau tinh, đôi khi các bạn cũng phải có sự tư vấn ngược lại đối với bộ đất. Tại vì đôi khi ở góc độ ao sổ các bạn sẽ có một góc nhìn khác và các bạn có thể tư vấn ngược lại. Ở đây các bạn cần hiểu là các bạn tư vấn thôi chứ không phải các bạn áp đặt. Có nhiều bạn ao sổ khá là áp đặt quan điểm của mình đối với ổ đất không chúng ta là làm tư vấn và giúp cho rồi đất có nhiều góc nhìn khác nhau thôi chỉ còn các bạn được bao giờ áp đặt nhé customer service các bạn cũng phải có những kỹ năng liên quan tới chăm sóc khách hàng ao uh, sống nhờ khách hàng mà rồi đất người ta sống nhờ bán sản phẩm nhưng mà ao suột người ta sẽ sống về nhờ khách hàng nhờ khách hàng nhiều nhờ cái sự gia công sản phẩm đầu ra một cách ok quay lại nói với product thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ cần về mặt tư duy phản biện các bạn phải cần rất nhiều tư duy phản biện cần phải xác định rõ là cái này cái kia ok hay không ổn hay không mạnh yếu như thế nào các bạn cần problem solving tại vì các bạn phải giải quyết vấn đề cho khách hàng phát triển sản phẩm là phát triển những cái giải pháp phát triển những cái sản phẩm đầu ra làm sao để giải quyết những cái pain point giải quyết những cái vấn đề trong cuộc sống của khách hàng Communication chúng ta có rất nhiều khía cạnh về mặt giao tiếp khía cạnh về mặt kinh doanh giao tiếp kinh doanh thương thảo rồi trao đổi rồi chăm sóc khách hàng rồi xử lý khiếu nại khách hàng rất là nhiều khía cạnh về mặt communication market research các bạn dựa trên là sao đối với ao các bạn có cái khâu Và thu thập yêu cầu là dựa trên cái đặt hàng dựa trên cái trao đổi của bên phía product đất bên phía khách hàng nhưng mà bên phía product đất các bạn phải tự tìm kiếm tự hiểu về thị trường tự nắm về thị trường tự tìm kiếm thông tin tự xác định rõ là thị trường nó như thế nào xác định rõ là khách hàng cần gì khó hơn rất là nhiều project management thì cũng tương tự thôi ở môi trường màu đất thì cái project management nó sẽ nhẹ nhàng hơn ao tại vì chúng ta có những cái sản phẩm nhất định chúng ta có những cái hướng đi nhất định chứ chúng ta không có tùm lum tà la đặt hàng của khách hàng ba đối với BA thì chúng ta sẽ có rất là nhiều khía cạnh về mặt BA ở đây chúng ta sẽ có những khía cạnh về mặt chiến lược chúng ta có những BA về mặt product và bao gồm cả đôi khi nếu như các bạn mạnh về mặt IT thì các bạn có cả những cái bạn IT BA để mà làm những cái công việc phần đầu những cái khâu liên quan tới business analysis cho ao sụt luôn data analysis là một trong những cái đặc thù của product mà chúng ta phải phân tích data data ở đây có bao gồm những khía cạnh là khi các bạn phát triển sản phẩm nè khi các bạn chạy sản phẩm rồi có những cái phân tích data để mà chúng ta có những cái thông tin đa chúng ta có những cái đánh giá về mặt thị trường đánh giá về mặt hiệu quả sản phẩm để mà chúng ta có thể phát triển sản phẩm hơn. Customer orientation, những cái kỹ năng liên quan tới định hướng người dùng để phát triển người dùng. Customer centric. Thì qua những cái nội dung này các bạn sẽ thấy là đối với môi trường ao suột và môi trường product đất, mỗi cái có những yêu cầu riêng, mỗi cái có những đặc tính riêng. Đối với cái môi trường ao suột thì các bạn thấy cái này mình lấy một cái ví dụ hay như là các bạn thấy là đối với các cái ngành nghề gia công cho Nike, cho Adidas, cho Uh, Apple chẳng hạn thì các bạn thấy cái lượng nhân công đòi hỏi sẽ rất là cao và đây cũng là một trong những cái mà các bạn sẽ có nhiều cơ hội việc làm so với môi trường đồ đất tại vì môi trường đồ đất á, bên cạnh những cái kiến thức kỹ năng về mặt uh, business analysis thì các bạn cũng phải có những kiến thức kỹ năng về mặt chuyên môn dẫn tới là đây là một trong những rào cản làm cho các bạn có ít cơ hội việc làm hơn so với môi trường ao suột Đối với các bạn mới ra trường, các bạn uh, sinh viên hoặc là các bạn muốn chuyển ngành vân vân thì các bạn chọn môi trường áo sụt hay môi trường product. Uh, thì đối với các bạn đã đi làm rồi, các bạn muốn chuyển ngành thì lời khuyên của mình là các bạn hãy chọn môi trường product đi tại vì các bạn có một cái nền tảng background về mặt chuyên môn rất là vững vàng ngay từ đầu rồi tại sao các bạn không tận dụng nó các bạn chỉ cần tìm hiểu về các kỹ thuật uh, ba các kỹ thuật non itba các kỹ thuật itba để mà các bạn có thể làm việc là các bạn có thể có nhiều cơ hội rồi còn đối với các bạn sinh viên mới ra trường các bạn mới các bạn fresher thì các bạn có thể chọn môi trường outsourcing, tại vì ở đó các bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm việc làm cái đầu tiên, cái đầu tiên là các bạn sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn so với môi trường nào đất. cái thứ hai đó là khi mà các bạn làm các công việc liên quan outsourcing thì các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn các domain khác nhau. tuy nhiên thì nếu như các bạn có cơ hội làm môi trường đầu đất thì các bạn nên ưu tiên chọn môi trường đầu đất, tại vì các bạn sẽ chuyên sâu hơn rất là nhiều và các bạn sẽ được học nhiều kiến thức kỹ năng hơn về các cái khía cạnh khác nhau của công việc chứ không phải chỉ quanh quẩn là tiếp nhận yêu cầu rồi gia công rồi phần mềm rồi lên vẽ vời diagram rồi lắp của mình nữa cho nên là có cơ hội thì các bạn hãy làm môi trường đồ đất còn không thì các bạn có thể tìm kiếm môi trường ao suột để giúp cho các bạn có cái bước đầu có cái pathway để mà các bạn đi vào kỹ thuật ba hơn còn lại thì à, để mà một trở thành một ba giỏi thì tất cả không phải cứ kỹ thức domain là xong mình nó còn rất là nhiều cái yêu cầu khác hy vọng qua video clip này có thể hỗ trợ một phần nào đó cho các bạn một cái góc nhìn về một sự lựa chọn các bạn làm ao suột hay các bạn làm đồ đất hai lúa cho các bạn chúc các bạn thành công